Hello anh em, chào anh em mới trở lại kênh của mình nha. Thì ngày hôm nay là ngày thứ hai, tuần thứ hai từ khi mà ra con tướng mới cho si ha anh em. Rồi thì ngày hôm qua mình đã review về cái event tuần rồi anh em. Nói chung là cái gì đáng chơi, cái gì không đáng chơi thì mình đã review hết rồi. Đó, tuần này thì ông nào thích xả thì xả ha. Mình thì nói chung là đủ đồ chơi nên cũng không có xả nhiều nữa anh em. Mà ngày hôm nay sẽ share thêm code để anh em kiếm thêm tài nguyên nè. Cái code đã mất tiêu rồi ta. Đây anh em, code tham gia Gosu Versi. À, cái Gosu Versi này thì ở bên huyền thoại hải tặc á anh em, với lại ở bên học viện bá vương thì nó cũng đã có rồi anh em ơi, đã có rồi ở bên huyền thoại những giả. Mình cứ tưởng là nó gọi là bị phân biệt đối xử ở con rơi con rớt nên là không có cái sự kiện này, ai dè ra cũng có luôn. Thì ngày hôm nay sẽ share cho anh em cái code này nha anh em, và cũng như là cho anh em biết là tham gia cái cái này là chỉ là code tham gia thôi, còn code quà khi mà anh em tham gia nữa nha anh em là sẽ có thêm một phần quà nữa. À, anh em nhớ theo dõi nha. Rồi ok, coi đây là cái lợi khi mà coi kênh của mía đó anh em, có code hay là cái gì nhỏ là lụm hết, nạp tiền hay không nạp tiền gì cũng vậy anh em, nhất là anh em nông dân rồi đó. Đây su quay nè, thêm cuộn chiêu mộ rồi các thứ ha anh em, khá là ngon. Rồi bây giờ ra hướng dẫn cho anh em luôn đi. 2 giờ trước ở huyền thoại những giả cũng đã có một cái event là tham gia Gosu Versi nè anh em, nhận quà thả ga nè. Bước 1 thì anh em vào trong cái link bài viết này, mình sẽ để phần miêu tả luôn để cho anh em tham gia cho nó dễ. Quà mà các những giả sẽ nhận được khi tham gia đúng và đủ theo yêu cầu là 1000 Gosu, 10 cuộn đặc biệt, 20 su siêu cấp, 20 cuộn cao cấp. À, cái này là ông nào mà hoàn thành thì nó phát sau nha anh em. Còn cái code chúng ta vô lại lấy cái code trước đi. Code khi mà chúng ta tham gia thì nó sẽ có là tên đó là Gosu Versi huyền thoại những giả nha anh em. Cái code này hôm qua mình đã nhập rồi, nhập trước khi mà nó post cái bài này luôn nè anh em. Mình nhập lúc đó là 23 giờ 16 phút nè, ngày hôm qua nè anh em. 23 giờ 16 phút ngày 20 tháng 4, hôm nay là 21 rồi. Đó, mình nhập thử được hay không ai về đâu được luôn anh em. Ngày hôm nay thì có cái event. Rồi, anh em nhập được, anh em lấy quà code rồi đúng không? Lấy quà code xong xuôi rồi, anh em vào bên này, anh em tham gia giùm mình luôn nha. Để chúng ta lấy thêm một phần quà nữa, là quà bên này nữa nha anh em. Đó, là hai phần quà lận. Nhưng mà anh em phải có Telegram nha anh em. Dạng như là chúng ta tham gia vào group vậy đó. Đây, Telegram đây, ấn vào trong cái đường link này nó sẽ đá qua chúng ta là một cái Telegram. Rồi anh em mở Telegram ra, anh em quét mã code rồi cái thứ QR rồi đó thì nó sẽ đá vô trong cái phần group chat này ha anh em. Đây anh em, mình đã có tham gia rồi nè, huyền thoại những giả nè, bây giờ thả một cái icon đi. Rồi sau đó chụp hình lại. Rồi ok, chụp hình lại nha anh em. Rồi chụp hình cái đoạn này lại. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ cùng anh em nào mà đang có cái chơi điện thoại đấy thì chụp hình màn hình cho nó dễ. Rồi bước 2 là thả icon chào nè anh em, rồi chụp lại màn hình comment hình ảnh vừa chụp phải đi để nhận quà. Rồi ok nha anh em, bấm thích nè, thích này là khỏi bấm cũng được. Rồi cái mình mới chụp hồi nãy là cái bên này. Rồi ID của mình là 357016. Anh em vào trong avatar game á, anh em lấy ID nha. Đây của mình thì đây anh em, của mình là 357016 nè, avatar trong game nha. Vào avatar trong game nha anh em để lấy ID. Rồi như thế là xong rồi đó anh em. Để mình coi hình nó lên thành công chưa. Rồi ok, thành công rồi nè. Ok nha anh em. Cái code chào mừng nó nằm ở trong này luôn anh em. Code chào mừng nằm trong này luôn đấy. Mình lấy ra đây nè, bấm vô cái code chào mừng cho anh em xem luôn nè. Gosu Versi huyền thoại những giả nè anh em. Code chào mừng nằm trong này luôn rồi. Mà nó boss sau khi mình là vào. Rồi ok nha. Bây giờ sẽ nạp cái gói anh em ơi. Nạp một cái gói để lấy code luôn đi. Lấy code đổi Gosu nè. Rồi nạp cái gói đại chiến những giả để lấy thêm một con cho ra nữa nha anh em. Rồi gói đó, gói là đại chiến những giả thường. Rồi quăng vô mặt em cái code đi ạ. Đấy, code này như là được bao nhiêu ta,
80 hay là 40 cuộn đặc biệt gì đó. Rồi, ok, nhập xong rồi. Vô đây lấy thêm quà. Vô đây lấy thêm mấy cái lượt quay luôn anh em ơi. 8 lượt rồi. Đây, mới nạp ra thêm 10 lượt nữa nha. Đây là 22 lượt anh em. Quay lượt. Có code sẽ tặng cho anh em thẳng luôn nha anh em. Anh em chuẩn bị đăng nhập vô code nha. Không có code rồi, tiếp. Ngày hôm qua là xe cho anh em 3 cái code rồi. Ngày hôm nay không biết có code hay không đây. Rồi, không có code rồi mấy ông ơi. Ủa, hết rồi hả? Coi coi tổng lượt quay của mình là bao nhiêu. Ủa, số lượt đang tích lũy là 100 lượt rồi anh em. 100 lượt quay rồi nè. Để vô lấy quà 100 lượt nữa nha anh em. Rồi, nhận được thêm một con cho ra nữa anh em. Những giả đã đạt được 100 lần quay thành công. À, được con cho ra nữa, quá đã. Rồi, bây giờ sẽ vào game đi anh em, lấy quà ha. Vào lấy game lấy quà nha anh em, nói chung là cả một nùi quà. Ui ui. Rồi, đầu tiên đó là cái quà quay 100 lần, được thêm một con cho ra, 20 cuộn đặc biệt. Đó, được thêm ít quà nữa ha. À, cái này là ở trong cái vòng quay nha anh em, cái này ở trong vòng quay. Rồi, cái code 1800 cô su đâu ta? Đây, code đệ ngủ nha anh em, 1800 cô su. Được thêm 60 cuộn đặc biệt nữa anh em, 1000 Rio nè. Thêm mấy con food nhỏ nhỏ nữa nè. À, thêm 500 thẻ hiền bỉ, khá là ngon nha. Anh em muốn nạp nạp lên nữa thì chúng ta phải nạp cái gói 9000 cô su anh em, có nó mắc lắm. Rồi, nhận được một mớ quà nạp ở bên cái gói đại chiến những giả luôn nha anh em. Nói chung là một nùi quà để mình nhận nhanh cho anh em luôn. Được chắc phải ba con cho ra luôn đấy. Đâu coi, 3.300 Rio nè. Phút quá trời luôn, cho ra đây thêm một con nữa nè anh em. Ngọn lửa chắc ra này là ở bên đại chiến những giả nè anh em. Ồ, cho ra ở đây một con, cho ra bên đại chiến những giả hồi nãy là đã lấy một con trước đó rồi ha. Rồi, ok anh em, được hai con nữa nè, quả phê, được 100 cụ đặc biệt nữa ha, 1.300 thẻ hiền bí nè. Ây da da, quá trời quà luôn anh em ơi. Coi còn hay không, à đây là quà nạp mỗi ngày với lại kinh nghiệm VIP cho anh em được thêm 25 cuộn nữa nè. Rồi, ngày hôm nay sẽ xả cuộn để chiêu đặc biệt nha anh em. Để mình coi cái mình được bao nhiêu con cho ra rồi, để mình tính đó nè. Mở cái này hên xui được thêm con cho ra nữa nè. À, ở đây được thêm một con nữa, đây là con thứ ba nè. Để thử up lên được E4 hay chưa ha anh em. Wow, dư luôn rồi nè. Dư lên E4 luôn nè. Cho lên E4 trước đi ha anh em. Rồi, E5 là tốn 3 con nữa đúng không? Rồi, ok, vô quay 3 con nữa để lên E5 anh em ơi. Hay da. Tất nhiên là hồi hỏa rồi anh em. Hy vọng là ngày hôm nay sẽ ra thêm vài con cho ra. Cỡ vòng quay là cỡ chừng 2 con cho ra đi. Hanzo. Cho gì? Hanzo hoài thế nhờ. Cho em một bé cho ra đi ạ. À. Hôm nay là tệ lắm, phải lên được E5 nha anh em. Mới lên được E4 rồi. Hay da. Hay da. Tuần này tuần 2 anh em, nên là cái tỷ lệ thì nó bóp dần nha anh em. Cái tuần cuối á tỷ lệ nó ghê lắm. Rất là thấp. Hanzo. Trời ơi, Hanzo suốt luôn. Hay da, hồi nãy là mình quay là lúc đó là mình 3.800 hả ta? 3.800 cuộn đúng không anh em? Nó cố gắng tích lũy cuộn rồi quá trời, Itachi. Cố lên, cố lên. Trời ơi, Toby, bà nội cha mày. Biết đợt này chi nã là Toby hay là ai đây anh em?
chắc là Toby đồ đấy. Toby hai con rồi, bây giờ dư chi nạ luôn rồi. Cho gì không gì ta? Hanzo nữa nè. Thôi xong đời cho ra rồi anh em ơi. Dù sao cũng phải quay thêm copy để mà lên tiên thuật đồ của nó nè, mới đánh đấm được. Cho ra phải có tiên thuật đồ, chỉ số nó mới cao được ha. Trời ơi luôn á, Itachi, Tobi. Nãy giờ đi chắc cũng hơn 200 nhát rồi đó anh em. Chưa được con nào. Tobi nữa nè. Hết Hanzo rồi tới Tobi ám. Đồ mới vừa nói tên. Cho ra, cho ra. Cho ra. Itachi liên tục. What the hell? Mình nhớ mình có nạp rồi các thứ gọi là gì ta? Làm những cái bước đầu, những cái bước đầu tiên rồi là đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn mà sao bây giờ thấy mình hơi ngu ngu nhờ. Đồng tiền đi trước kiểu này là chết rồi anh em ơi. 300 nhét ra đi rồi mà không thấy bé cho ra nào hết nè. Ôi, phút SK, wow, đã 5 con, phê, được. Hanzo. Chiến này nghi ra thiết tế rồi quá. Tiêu rồi anh em ơi, tiêu rồi. Ra một con để cho đỡ quê coi. Itachi gì mà nhiều thế. Trời ơi, ra thằng con không luôn á anh em. Trêu ngươi thật sự. Itachi nữa nè. Ây da. Thôi, ra tàn một cặp Itachi không luôn á anh em. Chiến này ra chắc huyết tế rồi, để mình coi coi bao nhiêu nhát rồi nè. Quay tới huyết tế luôn đi. Ây da. 500 nhát rồi, nãy giờ tài lắm, phải 500 nhát rồi đó nè. 400 mấy gần 500 rồi đó. Thiệt luôn á. Uầy, gần 2 nhát nữa thôi là 2 vòng anh em, tức là 400 nhát đó ha. Không ra nổi cũng cho ra nào hết. Quải trưởng nhờ vậy mà cũng dám làm. Tầm tuần sau không biết có thông thạo của con cho ra không nhờ anh em nhờ. Không, tuần sau chắc chưa có đâu, phải tuần sau nữa. Tuần tuần sau là ra con cho ra ở bên SS ngẫu nhiên của bên hệ hỏa. Tuần sau nữa là tuần thứ ba đó, là tuần thứ thứ tư khi mà có tướng mới luôn á anh em. Rồi may ra nó mới ra thông thạo ngay lắm. Hay già, gần 400 nhát rồi, đang thằng cái nịt không, chết tôi rồi anh em ơi. Tuần trước chiêu á thì nói chung là cũng được, cũng hên anh em, nhưng mà hên ở cái phút cuối thôi. Phút đầu thì nó cũng y chang như thế này, nạc chiêu không ra, mấy phút cuối nó nổ cho ra cũng nhiều. Rồi ok, ra huyết tế bớt ở bên này ha. Anh em nhớ tham gia event Gosuversi để lấy thêm quà, nhưng mà quà đợt này cũng khá là ngon, nó có cho thêm cuộc đặc biệt rồi đó. Cái quà đó thì nó sẽ tổng kết, nó sẽ gửi thẳng vô trong thư cho anh em. Còn code đó thì khi nào mà có thêm á thì mình sẽ share cho anh em nha. Anh em nhớ theo dõi kênh nha. Đầu ô nhiều dữ. Anh em thấy phút 3 sao hệ hỏa kìa. Quá trời. Hey da. Rồi, dư slot một mớ slot rồi, vô chiêu tiếp nha mấy ông. Hay da. Kiếm một con mà khó dữ vậy sao? Rồi, phát này là phát thứ 400 nè. Nãy mình nhầm 500 anh em, 400. Tiếp tục. Má ơi, 400 nhát không ra một con cho ra nào anh em.
tuần trước mình thấy có cái hiện tượng nhiều ông mà là quay một trên 1000 cuộn không ra một con cho xa nào, là có nha anh em, chứ không phải không đâu. Giờ là mình lại đi vào bếp xe đổ sao? Quéo queo rồi mấy ông ơi. Tô bi, ui hai con tô bi luôn, đâu cần ai mượn, ai mượn đâu, tô bi nhiều dữ vậy. Ây da, nữa kìa, hồi nãy là ba, nãy là 3 4 8 đúng không, 3 3 80. Itachi giấu cho ra rồi anh em ơi, giảm tỷ lệ nữa hả sao? Lẽ nó giảm tỷ lệ nữa sao anh em? Giờ là phải có 3 copy nữa, bây giờ phải có một thêm một con cho ra nữa thì may ra anh em, may ra mới lên được E5. Mà tỷ lệ kiểu này anh em lên là nói chung là chết anh em, từ chết tới bị thương thôi. Tỷ lệ kiểu này top quay mà còn quéo người nữa mà huống gì anh em nông dân là đi kiếm mấy con copy này anh em. Hay da, ra không nổi ha, ra không nổi cho ra nha anh em, rất là khó. Hanzo nữa chứ. Tù bì, tàn mấy cái con này không anh em ơi, tàn mấy con này không à, không có cho xe nổi anh em đó. Tô bi rồi Hanzo rồi Itachi không à, ba con này nó cứ xoay vòng xoay vòng. Còn con tướng mới thì giấu đâu rồi á, dạng như là bóp tỷ lệ lại để mà bán mấy cái gói nạp có tướng anh em, nhưng mà bóp quá tay rồi, bóp này thật sự gọi là bóp quá tay luôn anh em coi nè. Trời ơi, ây da, gần tới cái vòng thứ tư không có con nào. Ôi thôi ghê quá ta, ba con rồi anh em, bây giờ chắc lên được E5 thôi, còn tiên thuật thì chắc ối rồi anh em ơi, quay kiểu này tiên thuật là ối rồi nha. Dạo này game bóp tỷ lệ ra tướng mới quá anh em, bóp tỷ lệ ra tướng mới kiểu này là anh em chỉ có chết tới bị thương thôi. Để bán được mấy cái gói mà có tướng mới đó anh em, họ bất chấp họ bóp và là tỷ lệ cho anh em, người chơi đã ít rồi mà bóp kiểu này nữa là chết người luôn ấy. Nhất là có nạn nhân gần đây là ông thích anh em, thích lếu lều á, ông đổi tên thành gì 1003 cuộn không không con cho xa, ông đổi tên là như vậy luôn á anh em, là anh em biết rồi. Và nhận được ba con ha anh em, ba con này ở trong cái móc quay thôi, ba con này trong móc quay nha anh em, với lại với âm dương đồ, ui ui thêm đồ trái cây đồ nữa ha. Cái này là mà là ba móc nha anh em, ba vòng, có nên là xả luôn hay không ta? Bây giờ càng xả nó càng tức thôi nè, càng xả nó càng tức, tưởng cho nhiều anh em ai về đâu, mình còn có 130 nhát nữa thôi là xong ba vòng rồi, chắc xả luôn đi vòng cuối luôn đi ha anh em, thử ra được con cho xa nào hay không nữa thôi. Hồi nãy là vòng thứ tư 70 mấy nhát rồi anh em, để mình xả cho nó xong vòng luôn đi ha. Một vòng hơn đó anh em, đợt này thì cái một vòng của nó là 200 nhét đó. Đây anh em, 130 nhét nữa thôi, sẽ 130 nhét nữa, không ra thì thôi, say goodbye nha anh em. 130 đang là 101 nha, Hazo xả xuống còn 2000 mấy cuộn là ok, 2800 cuộn anh em. Hay da, ra không nổi là ra không nổi nha, đừng có quay cố nha anh em, nó không ra thì thôi chịu,
để dành còn chơi tướng mới nữa chứ. Tuần này tưởng thế nào, ai về đâu cũng giống y chang như tuần trước. Tỷ lệ thì quá chó, tỷ lệ là chó chạy luôn em ơi, ghê thật. Toby nè, Itachi, mấy con này nó có suốt luôn à. Trăm ba, trăm mốt rồi đó anh em, trăm mốt rồi đó. Trăm hai nè. Mã ơi, 800 nhét không ra một con. Cái này thì điều quá là điều bình thường rồi ha anh em. Gặp hoài. Rồi ok, đúng 4x4 vòng luôn ha. Game bóp tỷ lệ kiểu này người chơi là ra đi hết. Đây nè, 4x4 vòng nha. Ôi ôi, 800 nhét không được một con cho xa nào hết. Để bán mấy gói ưu đãi bên này nè anh em. Gói cho ra bên này nè, nó có bán tướng nè. Nó hai xị con, hai xị con. Quỷ trục cũng hai xị con nè. Thôi tình hình này tuần trước thì tỷ lệ cũng ngon đó. Nếu mà anh em quay cái móc cuối đó nè, mấy cái móc cuối nó nổ cũng ghê lắm. Nhưng mà qua tuần thứ hai anh em thấy không, chắc là nhiều ông giống y chang như mình, 800 nhét không được một con nào là có nha, phải không? Để dành cuộn để chúng ta còn chơi mấy con tướng khác nữa, đâu phải là riêng con này không đâu. Hay da, đội viên cái nét ngẫu nhiên nè, mở ra kiếm thêm con cho ra đi nè. Hôm qua mở được một con, ngày hôm nay chắc không được con nào rồi. Trời ơi, Na Tiên Nhân, cái này chưa có ra đâu nha anh em, đội viên bên hệ hỏa này chưa có ra đâu nha. Đây được 4 con nữa nè, 4 con trong vòng quay thôi nha anh em, ở trong móc quay thôi đó. Rồi bây giờ lên E5 thôi anh em, còn tiên thuật thì ối dồi ôi rồi. Rồi, tiên thuật thì 4 bé nữa anh em, 4 bé nữa, hồi nãy là mình bao nhiêu bé ta? Nâng mấy cái này lên là biết bao nhiêu bé liền cái gì. Ôi ba bé nữa. Ba bé này bây giờ chắc hơi bị lâu á anh em ơi. Má ơi, tỷ lệ kiểu này mà lên tiên thuật cho nó thì ối dồi ôi rồi. Ây da, chắc chắn là chơi máu cho nó rồi anh em, đánh thường rồi. Ok, full máu anh em ha, 15 triệu à. Này là chưa mang bảo vật gì hết nha anh em, chưa mang bảo vật, đang với lại đang chơi cái xét thương chí mạng cho nó nữa. Rồi bây giờ sẽ test nhẹ em nó đi anh em ha, để gỡ con Raikage ra cái đã. Mang trang bị của Raikage luôn. Lúc đầu thì sẽ không có miễn chống thử coi như thế nào luôn nha anh em. Thử coi ổn không? Miễn chống 5%. Cầm Mangekyo Sharingan máu lên được 18 triệu 2 nha anh em. Rồi ok, vô đi đánh sơ sơ coi. Ui ông donate 400 củ này đang top 1 luôn ta, tạo an. Ui bên này cũng có cho ra E4 nè, đánh với lại người nào không có cho ra anh em, để cho chúng ta dễ phân biệt. Ok, thử coi đam cho ra với lại cái khả năng búp của nó coi như thế nào luôn anh em. Ghê thiệt, 800 cuộn không ra một con vải trưởng. Dính hát lưu ứng nữa chứ, khó ghê á.
Jiraiya Sanin đánh cháy vãi trò, vãi nồi luôn á anh em. Cái vụ tiên thuật để mình build lại team, team bữa giờ đang có sự thay đổi về nhân sự á, nên là phải tách con này là gắn cho con kia anh em. Nên là tiên thuật nó hơi là chưa lên được nhiều. Cho ra nãy giờ mới nổ được một cái đó anh em. Đợt này thì dễ win rồi. Đánh lại ông cá coi, ông cá con cho ra E4 rồi. Mình là E5 rồi ha anh em, nhưng mà chưa lên tiên thuật. Wow, bên kia hồi sinh 6 con, quái nồi. Đó, à nổ được rồi kìa. À, có, tại vì mình áp chế được con Darui ở bên kia anh em, nên là con Darui bên kia nó không có hắc lưỡng được. Nhưng mà nó hồi sinh lại thì nó đã hắc lưỡng được rồi ha. Nãy quên coi đam cho ra mà, hồi nãy nó nổ được có một cái. Để trận này coi đi ha nè, trận này coi đam cho ra nha. Mình thấy con cho ra của mình bây giờ búp máu nó cũng ok rồi đó anh em. Anh em coi cái khiên máu của nó kìa, nãy giờ team mình nó không rớt máu luôn ấy. Chưa kể có con Tsunade nó búp máu lên nữa nè, khá là ngọt nước. Có một nhảy được ha anh em. Con cho ra này có thể mình thấy có thể thay thế được được con đâu rồi, đam nó đâu rồi. Ui, đánh thường nổ được một cái, đánh thường một cái, đam nó cũng tèo tèo anh em. Được 23 triệu hả ta, ít vậy ta, 23 triệu đam. Đánh ông red line thì cái quài trời trời. Izuna phá nổ phá đam cũng ngon lắm anh em. Izuna nói chung chơi cũng được. Ui tóc cao thế à, có Tsunade nó bứt tóc kìa. Trời sập nguồn Tsunade, sập nguồn Darui luôn rồi. Cụ nhị bên kia mới nổ một đợt đam đau thật đau luôn kìa anh em. Cho ra mình hẹo luôn. Wow, anh em thấy cái quả nổ của con Manara bên kia không anh em? Mới bể được có một xíu khiên của team mình thôi. Cái khiên máu của con cho ra nè. Chà, đây khiên máu tiếp đây. Không chết nổi anh em. Ngon. Đấy, bây giờ để cho ra là quẩy nha. Bây giờ để cho ra quẩy nha anh em. Một nổ coi là bể được cái khiên không. Ôi. Ủa sao bị choáng vậy? Trời ơi, bị linh thú đập. Này thì ui má trâu. Cho ra trâu vậy anh em, đánh được 99 triệu đam anh em, gần 100 triệu đam thôi, nói chung cũng ok rồi. Với lại cái khả năng búp máu của nó ngon anh em. Khả năng búp máu của nó ngon thực sự. Búp cái khiên máu anh em, có thể kháng được cái sốc đam của Madara mà đầu game luôn á. Ui cho xe E5 luôn nè, ghê chưa. Coi coi ông này vẫn bỏ con Raikage ra luôn rồi nha anh em. Đánh như là ông thích trận đi. Mình chưa có điêu lại tiên thuật nữa nên là tóc sẽ chắc chắn sẽ thấp hơn bên kia một xíu anh em. Ram. Ui Jiraiya mình pha này không được chơi game rồi. Để ý bên kia là không chơi cụ ma luôn nha anh em, không chơi cụ ma luôn, đánh rất là cháy. Người duy nhất có thể sóc đam được con cho ra lúc này chỉ có duy nhất mỗi là con cụ nhị thôi nha anh em.
Mã ơi, con CD già nó đam bao nhiêu? 326 triệu đam á. Má ơi, con Zidaya đam to vải trưởng luôn em. Để mình lên tiên thuật cao cho con Zidaya, đã chưa lên tiên thuật cho nó gì hết trơn nên đánh chưa lại ha anh em. Với lại điều này một số tóc cho team cái đã. Tụi ông thích đồ ổng nào cũng cháy ha anh em, cũng ghê lắm. Thôi ok, lét quá anh em ơi. Thì chắc là lên tới đây thôi, để mình điều lại cái team một tí đã, rồi mình sẽ có một vài trận đánh ok hơn để cho anh em được biết. Ví dụ như là con Zidaya Sanin chưa lên được tiên thuật cho nó nữa nè. Phải lên được tiên thuật bên này rồi đảo mấy cái tiên thuật đồ. Con cho ra tiên thuật cũng chưa có cao á, nên là cũng đánh cũng rất là yếu anh em. Phải lên được tiên thuật 1. Còn 3 copy nữa mà hôm nay quay ra tàn cái nịt không mà sao mà lên được anh em. Nên thôi kệ bà đó đi, đợi thông thạo cày anh em. Chứ bây giờ không quay nữa nha, cuộn vẫn để đó. Game mà là đối xử kiểu này là chết rồi. Được anh em, thì đó video ngày hôm nay. Hôm thấy hay hãy cho một like, xin giỏi kênh nha. Cảm ơn nhiều nha.